Đây là phòng khám của bác sĩ Thảo tại xã Kim Thượng, nơi mà nhiều năm qua đã được sử dụng làm cơ sở điều trị cho nhiều bệnh nhân tại xã. Tuy nhiên là theo thông tin ban đầu mà chúng tôi nhận được thì một số bệnh nhân sau khi điều trị tại cơ sở này đã phản ánh là quá trình điều trị đã sử dụng chung bơm kim tiêm, dẫn đến tình trạng là ít nhất là có 2 bệnh nhân đến thời điểm này đã được xác định là dương tính với virus HIV. Vào chiều nay thì Công an huyện Tân Sơn cũng đã tiến hành làm việc tại cơ sở này cũng như là làm việc với bác sĩ Thảo để làm rõ những cái thông tin liên quan đến các cái dụng cụ y tế cũng như là bác sĩ phụ trách cái việc điều trị tại cơ sở này. Những thông tin tiếp theo về vụ việc nghiêm trọng này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị cho các bản tin tiếp theo.